Rồi xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay tiếp tục lên giống tùng Đài Loan cho các bạn nha các bạn. Hôm mình rất là nhiều anh em hỏi giống tùng Đài Loan luôn. Hôm nay mình có hẹn quay cho các bạn xem nha. Đó, chiều cao thì từ 30, 35, 40 cm nha. Mà tính 35 cm thôi nha các bạn. Đó. Cái này rễ rất là nhiều rồi nha. Mấy bạn về sắp đế hoặc là trồng rất là ok nha. Rễ cứ ngắt bầu hết luôn rồi. Đó, chiều cao từ 35, 40. Giá 25k một cây nha bạn. 25k một cây. Các bạn mua từ loại này thì mua từ 20 cây trở lên bao ship luôn nha bạn. 20 cây trở lên bao ship toàn quốc luôn cho các bạn nha. Các bạn có nhu cầu thì alo trực tiếp số điện thoại mình nha, 0979582872 nha bạn. Zalo, Facebook số đó luôn nha. Các bạn xem thấy hay thì cho mình một like và nhấn đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Này rễ mà, mình quay rễ nó ăn ra khỏi bầu luôn rồi nha bạn. Loại này về mấy bạn sắp đế hoặc là uống thân sữa cây mini cũng được hết nha. Đó, trồng kinh tế thì tuyệt vời luôn. Anh em có nhu cầu thì nhấc máy lên alo em nha.